Chào mọi người. Hôm nay thì có thật chút thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm một video clip. Chăm chút cho con xe mình một chút thì con xe này thì nó cũng chạy khá là nhiều km rồi. Odo khá là nhiều rồi. Thì cái bao tay này hiện tại thì vẫn dùng được nhưng mà nó sẽ bị chai và nó không êm tay nữa. Thì mình có trước kia thì mình có thay cho một con xe thì ở ngoài những cái hãng độ xe và chế độ thì mình có thấy là họ lắp ghép như thế nào rồi. Và bây giờ hôm nay mình thử thách học mót họ chút xem là tự mình thay cái này nó có êm không các bạn nhé. Và bây giờ mình đã mua được cái bao tay này, mình thấy tìm hiểu những cái loại rẻ tiền thôi, không phải loại đắt tiền các bạn nhé. Thì loại này cũng tương đối ổn. Hiện tại là cái loại này các bạn nhìn đây thì chỉ có Lizoma, mình đặt một cái cao su kia thì nó êm đấy, đang về rồi nhưng mà thấy cái đấy dùng lâu thì nó bị mòn thì không không được tốt. Mình sờ cái này thấy nó khá là chắc chắn đấy, êm tay. Thì cái này mình mua có 45k thôi các bạn nhé, nhưng mà ở ra ngoài quán độ xe thì anh em chắc phải chơi đến khoảng độ 150. Cái loại kia là mình ở ngoài mua rẻ lắm nhưng mà họ đợt mình đi độ đèn chợ sáng và cái đó thì mình tính riêng cái khoản bao tay này đã hết 150, còn hai cái đèn chợ sáng đợt đấy là hơn 500. Thì lúc đầu mình thấy cái kia nó êm tay nhưng mà qua thời gian sử dụng thì nó lại không được ok. Thì mình thấy cái này thì khả năng là nó sẽ ổn hơn các bạn ạ, vì nó không bị mòn cái này. Tạm ổn thì mình sẽ lắp xem là một thời gian sử dụng có ok không, nhưng mà mình cái này mình chưa lắp bao giờ, chỉ nhìn họ làm thôi. Hôm nay mình sẽ làm để thay cho nó có cái độ êm tay, anh em vít ga nó sướng hơn nhá, nó sẽ phê hơn khi các bạn cầm nó êm tay. Và đây có một bên là bên tay trái và một bên tay phải, thì mình cũng chưa biết được là cái bên nào là bên tay trái, bên nào là bên tay phải, và một bên mỏng một bên dày các bạn nhé. Mình nghĩ khả năng là bên mỏng là bên tay phải và bên bên dày là bên tay trái đó, các bạn nhìn thấy chưa, một bên mỏng một bên dày và đã có gù tay lái sẵn rồi. Và khi lắp thì anh em lắp cái này xuống thế này là ok nhá. Bây giờ mình sẽ lấy dao đây, mình sẽ lấy dao này để mình rạch cái bao tay cũ là, thì các bạn lút là không thể lút được nhá. Một khi đã lắp vào thì chỉ lắp vào thôi, chứ còn đừng có nghĩ mà lút được là không thể lút đâu. Phải dùng N17 xịt vào cho nó trơn trơn tí rồi mới kéo với rạch được la và ấn cái kia vào. Anh em nào kéo tay hơn thì có thể sử dụng phương pháp khác, mình chỉ là học mót người ta thôi. Mình hết L17 rồi, mình sẽ dùng cái nhớt này để mình lắp đặt cái này xem nào ok không các bạn nhé. Bây giờ hiện tại thì mình sẽ tiến hành mổ xẻ cái này ra. Trước hết các bạn lút cái phần gù của cái tay xe đấy nhá, chắc chắn là không thể kéo được ra rồi. Đó, mình đang xẻ lách cái bao tay cũ ra này. Xả ra để có lắp cái mới vào các bạn ơi. Cái này thì cũng là chất liệu cao su và nhựa nhưng mà đã bị oxy hóa rồi. Không phải oxy hóa các bạn nhé, xin lỗi. Và đã bị chai cứng rồi. Một bao tay một thời gian sử dụng sẽ bị chai cứng. Đó, các bạn sẽ nhìn quan sát kỹ vào đây, mình sẽ nhìn mình đã lạch ra rồi đấy nhá. Đó, và mình đang rạch mổ xẻ cái này ra. Cũng khá là ổn định đấy. Hiện tại thì cái bao tay zin thì lắp rất là chắc và có cả cái mút vào đây này. Hiện tại thì mình đã tháo ra rồi các bạn nhá. Trước hết thì mình sẽ thử xem là
cái phần bên mỏng vào hay là bên dày vào đây? Rồi. Mình sẽ cắt nốt bên kia để xem là nó cái bên nào nó mỏng, bên nào dày sẽ vào trước nhá. Vì mình không chuyên về cái lắp đặt này thì sẽ không biết được, nhưng mà mình thử nhìn cảm nhận thì sẽ biết được. Đó, để máy vẫn vặn được các bạn ơi, vẫn vặn tốt đấy. Tiếp tục mình sẽ mổ xẻ cái bên này ra. Ok các bạn ơi, sẽ xoay đây cho nó dễ nhìn này. Ở vùng quê mình thì rất nhiều cây xanh nha các bạn nhé. Ok. À, bây giờ mình cũng thực hiện thao tác nút cái này rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì khó khăn cả. À, mình cũng dùng dao để cắt bao tay cũ đây. Bao tay cũ rất là bền, những cái đồ đạc nguyên theo xe thì khá là bền đấy. Mình thấy có vẻ là cái phần bên tay này sẽ dày hơn này, thì mình đoán nó sẽ là cái phần mỏng ở bên kia và phần dày sẽ là bên này. Ok các bạn ơi, và sang đây mình sẽ thử thách nhìn xem là nó bên nào là dày bên nào là mỏng thì mình sẽ biết để mình lắp đặt. Đôi khi không biết thì phải ngó ngó nghiêng học hỏi và nhìn nhận. Đó, các bạn ơi, hiện tại thì cũng gần gần như nhau, và xem nào, hiện tại ở đây thì cao su dày như nhau, không khác gì nhau. Với bao tay zin nguyên bản nhé, bao tay zin nguyên bản thì cao su gần như nhau, không khác gì mấy. Và mình thiên là phần bên bên dày thì khả năng là về bên tay trái, và phần phần bên tay phải có vẻ mỏng hơn. Mình sẽ tiến hành lắp cái phần bao tay kia, lắp cái phần bao tay kia sẽ phần phần mỏng sẽ về bên tay phải, bên tay ga các bạn nhé. Để mình định hình thôi, định hình thì mình dám chắc chắn là phần mỏng ở bên tay ga và phần dày sẽ ở bên tay phanh bên tay côn. Nhầm, đi xe côn tự động, nhờ nghĩ tay côn là tay phanh nha. Phanh ở tay ga. Còn ở bên tay xe côn thì nó là xe là tay côn, không phải là. Giờ mình sẽ lắp. Mình sẽ cho một chút dầu vào. Các bạn cho một chút dầu sẽ lắp đặt dễ dàng hơn nhé. Đó, các bạn ơi, cho một chút dầu thì đẩy vào sẽ ok hơn. Các bạn đừng cho quá nhiều dầu, sẽ rất là trơn quá và nó sẽ có hiện tượng nó hơi bẩn một chút thôi, chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì. Mình sẽ cho vào một tí dầu đây cho nó trơn, lúc nào vặn ga dễ trơn hơn thôi. Đó, mình sẽ đổ vào đây một chút để cho nó trơn tru hơn, thì vặn ga nó sẽ trơn tru hơn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút. Mình đang làm trơn cái nhựa để lắp bao tay vào thì nó sẽ trơn tru hơn, để anh em lắp vào nó một cách rất là dễ dàng.
Không biết là cái bao tay này có khó khăn gì không, nhưng mà mình thấy là trước họ làm cho mình thì họ lắp vào vầy thì nó cái kia ấn vào rất là khó, nên là cho LV7 hoặc là cho RB7 thì nó gần như này thôi, thì mình sẽ lắp đặt cái này vào, khả năng là ổn định ok không các bạn nhé, cũng khó là căng đấy, thì khi căng thì các bạn mới lắp đặt vào nó sẽ chắc chắn. Lúc đầu vào rất là khó các bạn nhé, nhưng không không hề dễ dàng đâu. Mình sẽ hạ xuống đây để nhìn anh em nhìn nó chuẩn này. Đấy là mình cho dầu vào rồi, nhưng mà cũng đó, các bạn phải cầm cái phần này để ấn nó vào nhé. Như vậy là mình ấn đã gần vào rồi các bạn ơi. Sẽ một chút nữa thôi thì mình sẽ lắp được cái phần này vào. Tạo ổn cân cân này các bạn ơi. Rất là chặt. Và cố gắng thì sẽ vào được. Ok. Như vậy là mình tương đối cho nó vào được rồi các bạn nhé. Và cũng theo bài của những anh em độ xe thì cho một chút dầu hoặc là LV7 vào để bôi trơn nó ấn vào dễ hơn. À, hiện tại thì mình đã ấn chặt vào rồi. À, cầm rất thích các bạn ơi. Cầm đã hơn nhiều rồi. Khi lắp đặt các bạn phải để cái tay ga là nó chuỗi cái này xuống nhá, nó sẽ ổn định hơn. Như vậy là mình đã lắp được một bên, mình sẽ tiếp tục tiến hành lắp bên kia. Đây, mình mong rằng là nó sẽ là đúng. Tiếp tục còn một cái nữa mình sẽ lắp sang bên kia nhé. Đây mọi người ơi, thì mình sẽ ấn cái này vào. Phần bên này có lẽ là không cần dầu các bạn ạ. Không cần dầu đâu. Cho tí vào nó đỡ gì thôi. Wow. Phần bên này thì rất là nhẹ nhàng và rất dễ thôi mọi người nhé, cực kỳ dễ dàng.
Ok mọi người ơi, hiện tại thì mình đã lắp đặt xong hai cái bao tay cho con xe Exciter của mình. Và các bạn lắp đặt thì phải lắp đúng màu và làm sao là hài hòa con xe, ổn định. Các anh em cầm nắm tay thì nó sẽ vặn êm hơn và chắc hơn nhá. À, các bạn không trời mưa. Trời mưa sẽ không bị trơn tay khi bao tay của bạn chắc chắn. Thì mình làm video clip này gửi đến anh em có thể tự làm ở nhà cho con xe của mình, rất là rẻ thôi, có cả loại chỉ tầm 20-30-50, cao cấp hơn thì 100, thì 150-200 có, thậm chí gần triệu cũng có. Thì cái bao tay kia thì mình có sử dụng, thì là trước mình ra mình hỏi hình như là 25.000, mà là họ chơi của mình là hết 150, thì chứng tỏ là họ ăn lãi quá nhiều. Thì anh em nếu mà biết về lắp đặt thì rất là rẻ thôi, thì có cái bao tay êm không bị trơn trượt khi trời mưa. Trời mưa nếu mà các bạn bao tay nó cũ quá rồi thì nó trơn, các bạn vặn nó rất là trơn trượt tay và nó sẽ không cảm giác thật tay ga khi các bạn lắp đặt. Ok thì không bị trơn trượt cái phần tay ga các bạn nhé, cầm rất là đã hơn và ăn êm tay hơn các bạn nhé. Vậy các bạn sẽ ngắm qua một lượt về cái bao tay mình vừa lắp nhé. Đấy các bạn ơi, khi các bạn lắp thì các bạn phải cho cái phần lài xuống nhé. Cho phần lài xuống thì nó sẽ đẹp và đúng chiều của nó. Mình chả lắp bao giờ nhưng mà mình đã tự biên tự diễn, tiến hành ấn nó vào sao hợp lý nhất. Và bên mỏng là bên tay ga các bạn nhé, còn cái bên cao su dày là bên tay côn. Đó các bạn thấy là hai phần của Lizoma thì nó đồng điệu về màu sắc thì cũng hợp lý với con xe. Các bạn nhìn thấy ok thì các bạn có thể tự làm. Còn nếu các bạn nào có không có thời gian thì các bạn có thể đưa ra quán thì nó sẽ tốn tiền hơn tí. Thì video clip của mình hôm nay đến đây kết thúc tại đây, để chia sẻ với các bạn video clip tự mình làm, học mod của mấy ông độ xe. Thì ông làm thế nó dễ vào và lại rất là nhẹ nhàng, các bạn ấn vào cũng được, nhưng mà tùy dòng xe, có dòng xe rất là khó vào đấy. Và các bạn khi các bạn thay, các bạn phải lạch cái bao tay cũ chứ đừng rút ra, không rút được đâu nhá. Bao tay đẻo quá thì rút được ra, còn bao tay zin của các bạn không thể rút được nhá. Thì video của mình hôm nay đến đây xin tạm dừng lại đây. Cảm ơn các anh em, mọi người đã xem video clip của mình. Các bạn thấy hay cho mình một like, subscribe, ủng hộ kênh mình và mình sẽ ra những video clip tiếp theo có chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình nhé. Và đón xem những video clip lần sau tiếp theo. Bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Chào các bạn.